Còn bây giờ ấy thì mình cũng đã mua được 30 kg gạo như vậy, với lại là một kiện mì tôm như vậy nhé. Mình thì cũng đang chờ em Lía đấy, em Lía thì cũng đã đến đây rồi, để sẽ mang vào trong gia đình nhà em Lía nhé. Chào em nhá. Đang làm gì đấy? Ở nhà thôi à? Trồng hết ngô chưa? Trồng hết ngô rồi à? Đấy, bây giờ là mình bê gạo với lại là lấy mì tôm vào. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà em Lý ở đây. Như hôm vừa rồi thì cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội ấy, là cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 500.000 đồng. Và hôm nay lên thăm gia đình nhà em Lý ở đây ấy, thì cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội là cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là sẽ mua 30 kg gạo, là Mỹ Hải hôm nay mua vào là hết là 420.000 đồng, và còn dư lại là 80.000 đồng ấy, thì Mỹ Hải cũng có mua được một kiện mì tôm như vậy để mang vào trong gia đình em Lý ở đây nhá. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải lại tiếp tục một lần nữa lên thăm gia đình em Lý và trao phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội cho gia đình em Lý ở đây. Nay đồng hành cùng Mỹ Hải là cũng có cháu Mỹ Hải là Mỹ Lử ở đây. Đấy, mấy hôm trước là con Mỹ Hải ấy, là cũng có bị ngã, thế cho nên là cũng có gãy tay, thế cho nên là đồng chí vợ Mỹ Hải là cũng đang chăm cháu, thế cho nên là không đồng hành cùng Mỹ Hải để đi vào các thôn bản được, thế cho nên là cháu Mỹ Hải là cũng đi cùng Mỹ Hải như vậy để hỗ trợ Mỹ Hải để vác đồ vào trong các hộ nhé. À, ở ngay trước cửa đây vào như vậy là cũng có một cái khá kheo như vậy, chắc là của cháu trẻ với lại cháu nhỏ thì phải. Khá kheo kia là của ai đấy em? Cái khá kheo kia là của ai đấy? Của em á? Đấy, bỏ gạo lên bàn ấy, đừng để dưới đất. Đấy, bỏ gạo lên bàn. Đấy, đặt lên bàn như vậy. Đây, bỏ hết lên bàn đi. Bỏ hết lên bàn đi. Cái này là cái món này là món gì đấy? Mỡ lợn à? Mới mua à? Vừa đi mua về à? Xuống dưới huyện mua hay là mua ở đâu? À, mua ở chân xá à? À, bỏ cái kiện mì lên đấy, đừng có để dưới đất như vậy. À, mình mua mớ như vậy là 1 cân bao tiền? Cân 50.000 à? Đấy, nay vào đây nhá, anh trao vào phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội cho em nhá. Đấy, phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội. Cảm ơn cô chứ. Rồi, cô Nguyễn Thị Minh Song. Rồi, đấy, cô thì cũng lâu lắm rồi thì anh cũng không lên thăm được gia đình nhà em. Thì như hôm vừa rồi thì cô cũng có gửi tiền lên để mua gạo cho em nhé. Đấy, mua gạo cho em để gia đình được cải thiện bữa ăn. Đấy, còn cháu nhỏ là đi đâu rồi? Đi học rồi phải không? Đi học rồi. À, thế còn cháu Trả? Trả bây giờ bỏ đi làm thuê rồi. Cháu Trả đi làm thuê ở đâu? Đi từ ở dưới Bắc Ninh. À, đi làm ở Bắc Ninh à? Thế là 1 tháng được bao tiền? Có hỏi không? Không bỏ đi, nó không bảo bố. Từ chỗ đi làm. Thế là có liên lạc được không? Không biết. Không gọi điện về cho em à? Không gọi. Chính không có thẻ căn cước không có. Tùy. Chứng minh thư không có và thẻ căn cước không có. Tùy á? Không tùy đâu chứ. Con mình phải là bảo ban là quán chuyến chứ em. Không được tùy như vậy đâu. Cháu lửa mở cái cửa kia ra cho sáng đấy. Thì đấy. Nó không nghe bảo bố chồng ngô nó không chồng thì nó trốn đi thì làm sao? À. Bảo hộ bố chồng ngô là không chồng. Thế là trốn đi thôi. Đấy, trốn đi thôi. Ôi dồi ôi. Thế là bây giờ là còn em với là...
em chồng. Mình em chồng. Đấy, còn cháu nhỏ thì đang đi học. Rồi, thế thì cố gắng thôi. Thế là cháu trả là không liên lạc về luôn à? Vâng, không liên lạc. Thế là còn cháu cái? Cháu cái Vĩnh Lãnh. À, cháu cái làm Quảng Ninh hay làm đâu? Là đến Hải Phòng. À, vẫn làm Hải Phòng nhỉ? Vâng. Rồi. Thế như đợt trước anh lên đây anh bảo là nếu mà cháu cái làm được một số tiền nó khá là nhiều như vậy ấy, thì anh bảo là có gì để liên lạc lại anh thì anh sẽ đưa đi vào gửi ngân hàng giúp cho mà lại không gửi à? Hay là cháu cái lại nhờ ai gửi rồi? Không biết là gì, con nó không bảo, không nói là gì. À, cô không nói cho em biết à? À, thế là như đợt trước anh lên đây là cháu cái cũng có nói rằng là thôi thì là sẽ nhờ anh mà. Để thôi thì là mình sẽ gửi cái số tiền đấy, sau đó là sau này thì cháu đi làm được nhiều về thì cháu sẽ có một cái vốn nhỏ nhỏ. Đấy. À, thế là cũng không biết là cháu gửi ở đâu hay là tiêu hết rồi? Không biết rồi. Cô không biết luôn à? Không nói làm gì. Ôi dồi ôi, chịu chết. Ôi dồi ôi, thế là sáng nay gia đình ăn gì chưa? Sáng nay chỉ ăn cơm. Ăn cơm à? À. Như cái chảo này, chảo đang làm gì? À, rán cá mắm. Đấy, rán cá này. Khá là ngon, rất là thơm này. À, thế là bây giờ ăn cơm gạo hay là mình ăn cơm mẻ mén? Ăn gạo. À, vẫn ăn cơm gạo gì? Bây giờ là chỉ còn hai bố con này ăn cơm gạo đúng không? Rồi. Thế là mùa này là trồng hết ngô như vậy rồi thì à? Em đang làm gì? Hay là ở nhà thôi? Cá cỏ, lấy vài chuyến củ đó. À, cắt cỏ và lấy vài chuyến củi. Đấy. Cả hai con là đều đi làm hết rồi, còn cháu chả đi làm là cũng không biết tung tích ở đâu đúng không? Đấy, rất tội nghiệp. Hay là em mắng? Đó. Em có mắng không? Mắng gì? Em có chửi cháu chả không? Mắng nó làm gì? À. Nó bố chồng hôn nó đi theo thằng hạp xó nó đi rồi đấy. À, lại đi theo của mấy anh em ở hàng xóm là đi rồi. Đấy, lại cũng không biết tung tích ở đâu. Em có số máy của Trà không? Cháu Trà không? Có. Cũng không có luôn á? Trước cháu Trà cháu có điện thoại đây. Có, bây giờ nó đang lái xe của em. À, khó nhỉ. Đấy, gạo ở trong thùng này à? Còn nhiều không? À, còn khá là nhiều. Đấy, thoải mái hai bố con ăn. Đấy, nay mua thêm vào được như vậy đấy để thoải mái hai bố con ăn rồi. Đấy, ngô chân gác còn không? Còn. Ui, cũng hết rồi à. Nhiều chua. Nhiều chuột quá à? Anh xem tí nào. Thang này gãy rồi à? Gãy chỉ trèo bậc thứ hai thôi. Ôi, cũng chỉ còn một ít đấy thôi à? Như hôm trước là xếp lên mà. Ôi, nhiều chuột hôm qua vừa phá ra. À, nhiều chuột quá rồi, hôm qua vừa mới phá ra như vậy à? Nếu không thì bây giờ là em ở nhà thôi. Bây giờ như này, anh dạy em này. Em sẽ lấy cái ngô này ra. Sau này em sẽ té. Em ở nhà thôi, em sẽ té và cho vào một cái thùng đỏ đây này. Ấy, có những cái thùng đỏ đây này. Em té xong là em cho vào cái thùng đỏ này. Đúng không? Đấy, ngồi té vào cho vào thùng đỏ thì là tránh chuột ăn. Đấy, nếu còn không em cứ để trên gác như này là mai mốt là phí hết đấy. Ăn nhiều đấy. Đấy, là phí hết. Có chịu khó lấy cỏ cho bò không đấy? À, chó khá là to rồi nha. Đấy, đợt trước lên cũng khá là nhỏ này. À, con bò đây bây giờ là khá lớn nha. Khá là to. Dê đã đẻ chưa? Thay rồi, nó còn chưa. Chảy ra. À. Thế. Tiếp nha. Đấy. Cả hai con này đều đi làm hết rồi. Bây giờ là chỉ còn mới bố thôi. Đấy, còn em Lử là vừa rồi là có đi làm không? Có, vẫn đang đi làm. Vẫn đang đi làm á? À, làm cùng cháu cái luôn à? Không, nó làm gì. Lại hai chú cháu là lại không làm chung nữa à? Là không làm chung. Ôi dồi ôi. Tưởng là hai chú cháu là cùng nhau ở một nơi để cùng nhau bỏ ban mà quấn chuyến nhau chứ. Làm riêng. Lại làm riêng à? Ây da, khó nhỉ. Đấy. Thế thì bây giờ là chỉ còn hai bố con thôi. Đấy. Thế thì bây giờ là tí nữa cũng chuẩn bị là nấu cơm chờ cháu nhỏ đi học về đó là được ăn cơm thôi. Đấy. Xe là xe của em Lử đúng không? Rồi. Đấy. Em chỉnh lại những cái ảnh bác cái đi cho thẳng vào. Có những cái ảnh bác cái kìa. Treo là mình phải treo thẳng lên chứ đừng có cho lệch lạc đấy. Đấy, chỉnh cho thẳng vào. Em buộc lại đầu dây bên kia. Đấy, buộc lại đầu dây bên kia để cho phẳng vào. Đấy. Thế. Treo thẳng vào chứ treo lệch lạc thế. Đấy, mình cố gắng. Đấy. Cũng chỉ còn là hai bộ con ở nhà thôi. Đấy, ngô ngoài này là cũng trồng là cũng sắp được vun rồi đấy nhờ. Đấy, sắp được vun rồi.
trời mưa là vun được đấy đúng không? Đấy, ngô sắp được vun rồi. Đấy, cái đào này rất là sai này, thấy không? Cái đào này là năm ngoái là có ngon không nhỉ? Cái cây này này, đào này toàn đào ngon đúng không? Đấy, rất là tốt này. Còn đằng sau là phong lan còn nhiều không? Bán hết rồi á? Bán được nhiều tiền không? 400-500 nghìn á? Ồ, thế cũng được chứ. Thế thì lúc nào mà đi lấy cỏ cho dê ấy, về cho bò ấy, chịu khó đi tìm là được mà. À, bán được 4 cây là 500 nghìn á? À, thế là cũng được đấy. Đây này, những cái phong lan của em Lý ở đây thì như lời chia sẻ của em Lý có chia sẻ với mình rằng là em Lý cũng có bán được 5 cây. 4-5 cây là được 500 nghìn. Đấy, em cũng đang trồng ở những cái tảng đá như vậy này. Đấy, cũng rất là đẹp này. Đấy, còn ở bên này là những cái dàn su su đây là đang mọc lên này nha. Ui, nhưng mà những cái nương đây là làm cỏ đi em ạ. Phải làm cỏ đi em Lý ạ. Phải làm cỏ hết đi. Đây này, bây giờ là cỏ rất là nhiều này. Giả dụ như những gốc cây đây là mưa một cái nữa là bây giờ là mình vun được rồi đấy. Như của các bác hàng xóm bên trên này này, đang vun rồi này. Đấy, vun hết rồi này. Mùa này là có trồng được nhiều rau ăn không? Rau bây giờ là thoải mái ăn được đúng không? Không phải lo lắng là đi bỏ tiền ra đi mua rau nữa đúng không? Rồi. Đấy, còn cái lê này này, rất là sai này. Cái lê này là năm ngoái anh lên là chưa có quả đúng không? Có rồi, ăn hết rồi, trẻ con vặt ăn hết rồi. À, các cháu vặt ăn hết rồi à? Năm ngoái anh lê chỉ có 2 cây trên đấy, mới có con thôi, còn. À, năm ngoái anh lên là thấy 2 cây trên này thôi. Đấy, mấy hôm nay là thời tiết của mình này, hôm nay lại ửng nắng này này, thời tiết đang thay đổi như vậy. Anh cũng đang bị viêm họng. Đấy, rau là mình vẫn trồng ở chỗ vị trí cũ đây thôi à, hay là như nào? Cứ gieo linh tinh ở đây thôi á? À. À, cũng có trồng cả được rau bi sen ké này. Đấy, mùa này là rau tha hồ mà mình nhặt để mình nhổ ra ăn rồi. Như nhà em Lý ở đây thì mùa này là cũng không sợ thiếu thốn rau nhá quý vị nhá. Đấy, thế cho nên là cũng rất là nhiều rau ăn. Đấy, hiện giờ nó cũng chỉ còn 2 bộ con ở nhà thôi. Đấy, rất là thương em. Khá là lâu rồi không được lên thăm gia đình nhà em rồi. Thế là tất cả là các một mùa vụ ngô của mình là mình trồng hết sạch rồi đấy đúng không? Rồi. Thế còn những cái củi đây là ai lấy về? Củi này này. Củi đấy của một con. Dê bây giờ có đi thả không? Dê nhốt à? Vâng. Bữa này là mỗi lần đi, em đi lấy cỏ là lấy cả cỏ cho dê luôn à? Vâng, dê bò luôn. Rồi. Bể nước của mình đây là bây giờ là còn nhiều nước uống không? Lấy cỏ lên bể. Vẫn còn á? À, còn khá là nhiều này. Đấy, thoải mái mình uống này. Đấy, giờ ui cái bể này ra vẻ là hơi bụi rồi. Hôm nào mà trời mưa em ạ. Hôm nào mà trời mưa thì mình sẽ dùng hết đi. Dùng hết xong là mình rửa bể lại. Mình lại rửa cái bể này để cho sạch đi. Đến cái mùa mưa nhá, mùa mưa mới rửa nhá. Đừng có rửa bây giờ nhá, nếu rửa bây giờ là mình lại không có nước uống đâu đấy. Là trên nước. Là trên nước à? Ôi giời ơi. Tội nghiệp. Thế bây giờ là không buôn thịt lợn nữa à? Không. Làm ăn không ra nữa rồi à? Bây giờ là không ra, không chơi. À. Đấy, dạo này là má hùng hào này. Đúng không? Béo ra đấy. Béo thật đấy nhỉ. Béo. Cũng sắp chết rồi, béo. Làm gì sắp chết? Trước thôi. Thôi bây giờ là má hùng hào như vậy là anh mừng rồi. Đấy, rất là mừng rồi. Tuyệt vời. Đấy, cũng phải cố gắng. Bây giờ là hai cháu thì cũng đều đi làm hết rồi. Chỉ còn cháu nhỏ với em ở nhà thôi thì mình phải cố gắng để biết làm sao được. Đấy, phải cố gắng thôi. Còn những cái đệm này này, những cái đệm đây là không thì lấy cái túi ni lông ấy là mình bó vào. Cái túi ni lông to mà mình hay cất rượu mà mình ủ rượu ấy. Đấy, để đỡ bụi này. Vì là trong mùa hè này nóng rồi. Đấy, mùa này cũng là mùa rất là nóng rồi. Thế cho nên là không dùng đến đệm nữa thì là cất trên này là cũng được rồi. Nhưng mà được cái là mình phải lấy cái túi ni lông để mình bọc vào. Đấy, để mình bọc vào xong là để đỡ bụi. Thay lại cái nồi cơm điện khác rồi hay là cái nồi đây là nồi trước anh mua vào nhỉ? Nồi này mua nồi khác rồi. Cái nồi kia hỏng à?
dù kia con nó ở trước con cái nó về đỗ người ở trong trong kia về nó xây dựng này nó bị ngã đập một phát vào đầu vỡ hết. À hôm nọ là cháu cái sẽ xây rượu về xong là nhá. Không thằng à hàng xóm gì bỏ đây à là nó làm học rồi nó là nằm trên giường nó dạy vào nó dạy một phát là nó đông vào phát là cái nồi trước anh mua lên là hỏng. Thế là cái nồi này là mình không mua hay là mua đền? Khác mua ấy. À mình lại khác tự mua à? Ôi giời ơi. Phí không? Đấy, trước là mua cái nồi này lên dùng này. Đấy, bây giờ là lại phải mua thêm cái nồi khác rồi. Đấy, phí không? Ô cái ống điếu này là em vẫn hút thuốc lào à? Điếu của em lử thôi. À điếu của em lử thôi gì? Rồi. Không được hút thuốc lào đâu nhá. Thuốc lào, thuốc lá, rượu bia. Thì cái đấy là cấm tiệt đi. Đấy, không đừng 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 uống. Đừng hút. Thế thì cái nồi này là nồi gì đấy? Đang nấu cám cho à cái này là nấu xăng hết rồi chứ đúng không? Thế mình đang sàng vào đây để mình nấu này. Ga hết rồi em. Bị ga mà. À vẫn có gì? Đấy cũng chỉ còn hai bố con thôi. Thôi thì nấu nướng thì cũng ít thôi. Thế cho nên là mình cố gắng. Lúc đông người có cả em lử nữa thì đông người thì mình chịu khó là mình đun bếp củi cũng được. Đấy những cái dây điện này như hôm trước là anh đã lên đây anh dặn rồi này. Bảo em lử ở nhà là em lử làm một tí là xong rồi. Để mình răng lại những cái dây điện này để cho gọn gàng này. Cứ trắng như kiểu màng nhện đây. Ôi giời ơi. Mấy cái quạt đây là còn chạy được không đấy? Vẫn chạy tốt gì? Đấy, mình phải cố gắng là mình... Rồi, anh cảm ơn. Đấy, mình phải cố gắng là mình... những cái đồ mà của Quý Mạnh Thường Quân có gửi tiền lên cho anh để anh mua được cho gia đình nhà em ấy. Là mình phải cố gắng mình giữ gìn này. Đấy, mình phải bảo quản cho thật tốt. Thì sau này là mình mới có cái mà dùng. Nếu mà mình không bảo quản được ấy, mà mình không chịu khó ấy. Lau chùi thì những cái quạt này này với lại những cái đồ của mình ấy, là hỏng là mai mốt là cũng không ai mua cho mình đâu. Đấy, Quý Mạnh Thường Quân nó cũng chỉ cho mình là một lần thôi. Đấy, như hôm vừa rồi thì cô Nguyễn Thị Minh Song ấy thì cũng có gửi tiền lên thì cũng có dặn anh là rằng là thôi thì mua gạo lên cho gia đình nhà em khá là lâu rồi anh cũng không lên thăm gia đình nhà em được ấy. Đấy, thế cho nên là hôm nay thì anh cũng tranh thủ lên thôi vì là ngày mai thì anh lại tiếp tục là vào trong gia đình nhà ông Giàng Chữ Chơ ở trong thôn Cán Chu Phìn ấy, ở trong Mèo Qua ấy. Đấy, vào trong đấy để chuẩn bị dỡ nhà để xây nhà cho gia đình hai ông bà đấy. Đấy đang là xây nhà ở đấy. Còn cái nhà mà ở trong thôn Phố Hía A ấy, phần quà của vợ chồng anh Nguyễn Thế Cường và chị Lê Mai ở bên Mỹ ấy. Đấy là ngôi nhà đấy thì hôm qua thì cũng đã xong rồi. Đấy thì ngày mai là anh bắt đầu là tiếp tục lại vào trong gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ. Đấy buổi sáng đây thì anh cũng tranh thủ là anh lên thăm gia đình nhà em một tí thôi. Vì là hôm vừa rồi thì con của anh ấy là ông bị ngã này tay thì bị gãy rồi. Đấy con anh đấy, tay bị gãy thì đâm ra là anh cũng đi vào bản thì anh cũng chỉ là tranh thủ là anh đi nhanh thôi. Đấy bây giờ lại còn chị ở nhà vì là cháu nhỏ chạy xong là hiếu động chạy xong là ngã. Đấy ngã xong là bị gãy. Uống nước đi em. Uống trước là có cả những cái cốc mà anh mua lên mà cốc đâu hết rồi. Ừ, rồi có những cốc đẹp không uống xong là lại lên những cái nắp này là nắp này là nắp gì nắp tay cả đấy rồi Quý Mạnh Thường Quân nhìn thấy gia đình em là không có cốc nước uống nước thì mới gửi tiền cho anh để anh mua cốc cho lại cất những cái cốc đi xong là anh lên đây xong là lại lấy những cái nắp thạch đây để cho anh uống. Tiết kiệm gì đã mua là mình phải dùng nhá, không được tiết kiệm gì đâu. Uống nước đi em. Đấy quý vị các bạn ạ, này lên gia đình nhà em Lía thì em Lía cũng có mời nước Mỹ Hải thì qua đây thì Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải uống nước tại gia đình nhà em Lía đấy nhá. Em đừng có cất, phải giống như nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt mà có người vợ bị tâm thần và có người con bị thiểu năng trí tuệ ấy, là vào đây để anh Trá cứ toàn cất trên gác thôi, mua được cả thất đẹp nhưng mà cũng không dùng, mua nồi niêu xông chảo cũng không dùng, chậu thì cũng để trên gác bị bụi hết đúng không? Vì là Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về cho ấy, cho anh là anh đã mua được cho như vậy rồi, là lúc nào anh lên là anh đến là phải bỏ ra dùng.
thì Mạnh Thường Quân mới mừng chứ, còn không thì nhớ là Mạnh Thường Quân lại bảo là ôi ông Lía này lại mang đi đổi rượu uống rồi hay là làm như nào đó đúng không? Hay là cất đi chỗ nào đấy. Đấy đúng chưa? Đấy, đấy là anh nói thật đấy. Đá cho mình rồi, hỏng thì mai mốt nhớ là quý Mạnh Thường Quân lại thương mình thì lại mới bắt đầu lại mua cái bộ mới cho mình. Chứ cứ không bỏ ra dùng như vậy là quý Mạnh Thường Quân không biết được đâu. Đây là những cái ấm đây này. Cũng gấy hết cả rồi. Không, gấy cả tay cầm đây rồi. Đấy, nếu như mà hỏng hết rồi thì bây giờ là thôi thì trước mắt thì là mình cũng tiện như vậy cũng được. Lấy cái dây. Lấy dây xong là lấy cái kem gì đấy. Lấy cây gỗ. Đấy, lấy cái dây để mình buộc lên được. Đấy, hoàn cảnh thì mình tận dụng được, không sao cả. Đấy, phải bỏ ra dùng chứ. Cứ cất đi là không được đâu. Đúng không? Đấy, duy nhất là cái bếp ga này. Bếp ga là lúc nào phải đun nấu là phải ra dùng rồi đúng không? Đấy, bắt đúa này. Có dùng bắt đúa của anh trước mua vào không đấy? Hay là chỉ dùng những cái bắt đúa nhựa thôi? Đấy, đấy, bắt đúa đây. Khá là gọn gàng, sạch sẽ. Đấy, phải dùng chứ. Phải dùng như vậy chứ. Cái cốc đâu? Cốc để chỗ nào? Chậu nào? À, đây, 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 đây. Đấy, thấy chưa? Có những cái bộ cốc uống nước đẹp như thế mà không lấy ra uống xong cứ cất đi. Ôi giời, em Lía này. Ôi giời, tiếc á. Không tiếc đâu. Cứ bỏ ra dùng đi. Không, em bỏ ra em sợ. Để đây là mình lúc mình đi làm có chạy co vào thì nó vỡ. À, là lúc em đi làm em để đây là em lại sợ là các cháu nhỏ đúng không? Các cháu đến các cháu của hàng xóm và cả con mình. Là lại sợ là các cháu là lại chạy nhảy là lại sợ những cái cốc đấy vỡ đúng không? Rồi. À, là cứ có khách là dùng cái này. Lần sau anh đến là không dùng cái này nhá, bỏ ngay cái này đi nhá. Lại cho anh uống ngay cái cốc nước mà bằng nắp thạch đây. Đúng không? Đấy, thực ra là anh lại kêu gọi được quý Mạnh Thường Quân mua cốc đẹp cho em mà thực ra anh lại được uống cốc thạch. Đúng không? Đây là cái nắp vích này. Đấy, duy nhất ở đây là có cái ca của cháu Lử là được uống cái ca này là ca lành nhất này. Đấy, nói thì nói vậy thôi. Anh đây thì là cũng không bao giờ là biết tức ai cả. Đấy, thế cho nên là anh cũng chỉ là dạy cho các em. Cũng giống như là các bác ở trong thôn bản thôi. Anh đi thì cái thứ nhất là anh chỉ đi tuyên truyền cho bà con, nhân dân mình ấy. Là cái vùng đồng bào mình, là cái người Mông của mình ấy. Thôi thì là mình một là vận chuyển được những cái bếp củi, bếp lò là mình di chuyển được ra một cái trái riêng. Là những cái điều mà anh làm được như vậy là anh cũng rất là mừng. Đấy, anh ở trong thôn Phong Hiế thì là anh cũng đã di chuyển được một cái trái bếp riêng ra cho gia đình nhà ông Nhù. Với lại gia đình nhà anh Pó. Đấy, nhà ông Nhù với lại nhà anh Pó với lại là nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt. Và vừa rồi đây là vừa chuyển được bếp riêng ra cho nhà bà Sùng Thị Vá. Và tiến tới đây là lại xây tiếp một cái nhà mà cho gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ. Là tiếp tục là sẽ di chuyển bếp riêng ra, không cho đun nấu ở trong nhà để tránh bò hóng bóng lên để đen nhà mình ấy. Đấy, anh đi tuyên truyền được như vậy là bà con là đồng tình với anh như thế là anh rất là mừng rồi. Đấy, không được đun bếp ở trong nhà. Đấy, với lại là gia đình nhà ba cháu một côi là đun được như thế, với lại là gia đình nhà bốn cháu một côi mà trước là anh xây nhà cho và cái phần quà của anh hai ở trong miền Nam ấy gửi về đấy là phải như thế. Còn gia đình nhà em là vẫn chưa được, dặn suốt rồi vẫn chưa được. Sao chưa làm được? Không có ai giúp mà làm được. Sao là không ai giúp? Làm chạy bếp kia có cái gì đâu? Chỉ cần như này thôi. Chính xác là hôm nào em làm thôi. Anh sẽ nhờ Mỹ Sò là một trong những người thợ mộc. Biết Mỹ Sò không? Mỹ Sò mà trước đóng cái bàn cho em này, cái bàn mà để em đựng bếp ga đây này. Đấy, Mỹ Sò là một trong những thợ mộc. Làm nhanh không nhưng mà có gì đâu, một cái trái bếp kia. Anh khách nhờ mấy cháu của anh lên đó, tầm khoảng 4 người lên thôi. Đúng không? Anh chỉ cầm máy quay rồi là anh xem thôi nhỉ. Đấy, tầm khoảng 4-5 người thôi. Hôm nay em làm, cả em nó là 6-7 người là được rồi. Cái trái bếp thì cần gì phải đông người em. Cái kia này nếu mình có làm lâu thì mình chỉ làm trong vòng một buổi sáng thôi. Hoặc là một ngày đi. Nếu lâu nhất là trong một ngày. Nếu mà em không có người ấy, thì em bảo anh. Để anh sẽ nhờ người lên mà chính xác hôm nào làm để anh bảo người lên giúp em. Không phải ăn uống gì. Đấy, làm xong là đi về thôi. Có cốc nước thì cảm ơn cốc nước. Thế thôi. Có gì, có nước thì uống nước. Đấy. Vì là anh đi vào thôn bản ấy.
Như vừa rồi đây thì anh cũng vào thôn bản thì xây nhà cho gia đình bà Sùng Thị Vá, là anh cũng huy động được ở trong thôn. Anh trực tiếp là em tính trưởng thôn ấy, là anh cũng huy động được. Em tính trưởng thôn thì là cũng có tiếng nói ở trong thôn cơ. Đấy, là một trong những trưởng thôn mà có tiếng nói. Quý Mạnh Thường Quân gửi tiền về, nhưng mà được cái là huy động trong thôn, ai biết xây nhà đấy là cùng nhau đến giúp thôi, để mình không phải mất cái số tiền thuê, phải thuê đúng không, không phải thuê. Với lại là nếu giả dụ như là bây giờ là số tiền mà nếu mình thuê lên, là giả dụ như là mình thuê thì cái số tiền nó sẽ không đủ, mình huy động thì dần dần là ở trong cái thôn bản của mình là sẽ thoát nghèo được hết, và mình sẽ có nhà trình tường như giống như nhà ngôi nhà của em đây này ấy, là mình nhà nó cũng đều có. Nếu mà xây một nhà mà mình thuê thì coi như là cái số tiền đấy mà mình nhờ nhau thôi thì được hai nhà rồi, đúng không? Vì là hôm nọ thì anh cũng trao đổi trực tiếp với em tính rồi, vì anh đã tính rồi, anh bảo là cùng nhau mà hỗ trợ thôi, chứ lấy số tiền đấy mà mình thuê nữa thì thà là mình đã hỗ trợ được hai hộ nghèo rồi, đúng không? Đấy, rất là tiếc. Thế đâm ra là anh thì đặc biệt là đi thì ăn uống thì ít ăn đấy, đừng ăn uống, vì là mình ăn một bữa ở trong thôn bản mình ấy, mổ một con gà hoặc hai con gà thì là mình đã giúp được một cái hộ nghèo mà được 50 đến 60 kg gạo để người ta ăn trong vòng 2 3 tháng rồi. Đấy, thế đâm ra là anh đi vào thì thi thoảng là lúc nào mà anh chị ăn sáng đi ấy, thì anh chỉ cầm một gói mì tôm đi thôi. Đấy, hoặc là mình về xong là mình đi quay xong là mình để tranh thủ mình lại phải ra. Đấy, 1 2 tiếng đồng hồ thì mình ra là mình cũng không đói đâu mà. Đấy, anh rất là ít khi ăn cơm ở trong thôn bản. Đấy, nhà cửa cũng khá là gọn gàng rồi. Đấy, nay lên được như vậy thì anh rất là mừng. Còn bây giờ thì anh cũng bảo em như này này, thôi thì còn hai bố con thôi ấy, là cũng chịu khó nhá. Mình ở nhà là mình cũng sẽ chịu khó là thôi thì cháu đi học rồi, thì còn em ở nhà thôi, mình chịu khó mình chăn nuôi lên nhá, chăn nuôi, chịu khó đến lấy cỏ. Cũng rất là lâu rồi anh không lên thăm gia đình nhà em rồi. Đấy, lấy cỏ này, cho dê, cho bò để mình phát triển kinh tế lên, để mình mới có mới sau đấy phát triển lên đấy, là mình mới có tiền đi mua phân đạm này. Đấy, mới có tiền đi mua gạo này, con cái thì mỗi một ngày một lớn rồi. Đấy, mới có tiền mua quần áo cho các con này, mới có tiền mua dép cho các cháu, đúng không? Đấy, mình phải cố gắng là mình làm như vậy để mình phát triển kinh tế lên. Còn Quý Mạnh Thường Quân ấy là cũng chỉ cho mình là cho mình cái cần câu thôi. Đấy, mình được cái cần câu rồi thì mình muốn câu con cá to, cá nhỏ là lúc đấy là mình phải tự thân vận động rồi. Chứ mình không được trông chờ, ỷ lại để Quý Mạnh Thường Quân rằng là lúc nào mà cũng chỉ trông chờ rằng là thôi anh Hải hoặc là em Nguyễn Thất Thắng lúc nào mà có lên thăm mình không, hiểu không? Đấy, nếu mà lên thăm mình thì mình cũng có một tí, chứ mình đừng trông chờ những cái đấy nhá. Đấy, còn Quý Mạnh Thường Quân là cũng coi được những thước phim của anh ấy, thì Quý Mạnh Thường Quân là trực tiếp là gọi điện cho anh và gửi tiền cho nhà nào thì anh sẽ mang lên cho nhà đấy, chứ anh lại không tự ý lấy cái số tiền mà của Quý Mạnh Thường Quân để đi mua lên cho em được. Đấy, cô Nguyễn Thị Minh Song thì cũng dặn anh trực tiếp rằng là số tiền này là sẽ đi mua gạo lên cho em, là anh sẽ mua gạo cho em, chứ anh lại không được dám trích của số tiền của người khác để anh cho em đâu nhá. Đấy, có nghĩa là đừng có trông chờ vào Quý Mạnh Thường Quân nhiều. Đấy, trước là ông có xây được nhà như vậy rồi, đúng không? Ốm đau là đã đi viện là Quý Mạnh Thường Quân là cũng đã ủng hộ cho mình hết rồi, đúng không? Đấy, thế cho nên là hiện giờ là mình đã từ giống như kiểu là từ coi chết trở về đấy. Thế cho nên là mình cố gắng, là hai con bây giờ đều đi làm nữa rồi, thì là cuộc sống mưu sinh ấy, thì hai con khắc tự kiếm đủ mồm của hai con rồi. Đấy, và bây giờ là chỉ còn em thôi, với lại là cháu út thôi. Đấy, em phải có trách nhiệm rằng là cố gắng rằng là thôi thì là mình ở nhà thôi, lấy cỏ về thôi, hàng xóm có cái việc gì làm thôi thì mình đi làm cùng các bác hàng xóm, 50.000 một ngày cũng được. Đấy, đấy, cùng nhau mà làm. Đấy, nay đến đây là nhà cửa gọn gàng như vậy là anh cũng rất là mừng. Đấy, mỗi một ngày là mình phải cố gắng là mình tự phát triển lên nhá, chứ mình đừng nghĩ rằng là thôi thì là mình bảo là thôi thì cứ các anh đến xong là cho một hai bao gạo xong là mình cứ ngồi thôi. Đừng có há miệng trầu sung như vậy. Đấy, ý anh là như vậy thôi nhé. Đấy, mình phải cố gắng là mình phải đi kiếm tiền về đấy cơ nhá. Đấy, lên thăm gia đình nhà em là như vậy. Thì có lẽ là bây giờ là cũng đến giờ để em cắm cơm cho con em đi. Đấy, cắm cơm đi, cắm luôn đi. Tí là con em về là lại không có cơm ăn, đúng không? Đấy, cũng chuẩn bị trưa rồi, là phải cắm cơm luôn. Cắm cơm xong là bỏ những cái mỡ kia ra kìa, của gia đình nhà em sẽ rán lên. Sao mình không vo trực tiếp vào trong cái nồi cơm điện này hả em Lý?
À, vo vào chậu xong là chỉ việc đổ vào đây luôn tuôn đúng không? Rồi. Đấy, cố gắng nhá. Còn hai bố con thôi, anh rất là thương à, hai bố con em. Nhưng mà được cái là Quý Mạnh Thường Quân ấy là cũng không gửi tiền lên cho em thì anh cũng không biết lên kiểu gì. Đấy. Đấy, mình phải cố gắng cơ. Như em chứ bây giờ là phát triển kinh tế là ác đấy em ạ. À. Đấy, em có thi thoảng có hay lên thăm gia đình em chứ không? Đấy, em nhìn thấy em chứ không? Trồng cây này. Bây giờ là khá là nhiều đấy, cây nào ra cây đấy phát triển cũng rất là tốt. Đấy, như vừa rồi là em chứ lại rất thích nuôi chim bồ câu, thế cho nên là anh mới bảo là nếu thích nuôi thì anh thử mua một đôi đấy để cho em chứ thử nuôi nhé. Đấy. Chỗ này nuôi được đấy. Thế chỗ đấy nuôi được. Đấy, một mình một nhà thì nuôi tốt đấy. Đấy, em chứ là cũng rất là thích như vậy thì anh mới bảo là thôi cứ mua nuôi thử. Đấy, vừa rồi là anh này cũng lại lên thăm gia đình nhà em. Em đấy thì cũng có nói rằng là tiến tới là mà nếu mà đẻ tốt ở chỗ đấy mà chim mà ở tốt đấy thì là thành ra là em chứ cũng có nói với anh rằng là thôi thì cũng sẽ mua tầm khoảng 2-3 đôi nữa để cho em ấy nuôi để phát triển kinh tế lên. Đấy, mỗi một đôi chim bồ câu đây là ở hiện tại là ở Mèo Vạc nên mình bán là một đôi là 120.000 đấy. Đấy, cứ một tháng là mình đã có 120.000 rồi. Nhưng mà phải có ngô như nhà em chứ cơ nhà. Như nhà em đây thì ít ngô á, thế đâm ra là cũng khó. Đúng rồi. Đấy, như cái tải trên này là tải của em trai à? Em trai của em à? À, em Lử. Nhưng tiền của em Lử hôm đó là tiền của em Lử là tiêu hết chưa? Hay là em Lử lại đi gửi ở đâu? Có gửi không? Em cũng không biết luôn á. Đó như là anh em nhà nên em phải biết chứ. Nhờ không có biết đâu, nó có tiền đâu, nó bảo mình biết đâu, đủ anh nhiều đó, có nó. À, như là trước anh lên đây thì em Lửa đây là cũng làm được khá là nhiều đấy. Nó gửi chỗ nào? Thì anh mới bảo là mình cố gắng, vì là bây giờ là cũng đang ở cùng anh trai như vậy thôi. Ở cùng em chú, để em trai em ấy, là hai anh em lại tách ra, riêng ra. Thì là không ở được rồi, thế cho nên là anh mới bảo là thôi thì là mình cố gắng rằng là mình sẽ dành dụm lại cái số tiền đấy để mình đi làm thêm một năm nữa, là có nghĩa là sẽ xây được một cái nhà như gia đình nhà em đây này, đúng không? Theo chỉ thị nhà nước là 60 triệu là mình đã xây được một ngôi nhà như vậy với lại là một công trình phụ rồi. Đấy, thế là chắc là lại tiêu hết rồi. Khá là lâu anh không lên thăm gia đình, với lại là chắc không nhắc thì là cũng khó đúng không? Hay là nhắc nhiều quá là không nghe nữa, phải không? Có phải thế không em? À. Với lại là em Lý ơi. Đấy, bây giờ là cũng muộn rồi, em cứ cắm cơm cho các con của em đi. Đấy, cắm cơm cho cháu bé đi học về là cháu bé sẽ được ăn, tí nữa đi nhặt ít rau nữa nhá. Rồi, bây giờ là anh cũng sẽ ra về nhá. Đấy, bây giờ chào em nhá, anh về nhá. Rồi. Rồi. Đấy, nhớ là cố gắng là như anh bảo nhá. Đừng trông chờ vào Quý Mạnh Thường Quân nhiều đấy nhá. Đấy, với lại là có việc gì với lại làm cái trái bếp ở ngoài kia kìa, đúng không? Có số máy điện thoại của anh rồi. Nếu làm thì không có người đến giúp thì sẽ gọi điện cho anh để anh nhờ mấy cháu của anh lên giúp nữa nhá. Cũng toàn là thợ hàn với lại thợ mộc thôi. Đấy, làm khá là nhanh nhá. Anh về đây nhá. Rồi, chào em nhá. Rồi. Đấy quý vị các bạn ạ. Trong vòng của sáng nay ấy, thì Mỹ Hải thì cũng vừa tranh thủ lên trao phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội cho gia đình em Lý ở đây. Thì cũng nghe thông tin rằng là cháu cha là cũng có trốn bố đi mà cũng không báo cho bố ấy, để biết rằng là cháu có đi làm thuê ở Quảng Ninh. Thế cho nên là nay lên ấy, thì mới nghe được thông tin như vậy là cũng khá là buồn. Thế cho nên là đi thì em Lý ở đây ấy, là cũng không bảo ban cháu trả được thì phải, thế cho nên là em Lý ở đây thì cũng không biết. Đấy, hỏi gì thì không biết, thì đâm ra là cũng rất là khó khăn cho cháu trả, không biết là cháu trả đi làm mà ở đấy là không biết là có được tiền không. Đấy, cũng rất là mong muốn rằng là cháu trả coi được thước phim của Mỹ Hải thì cháu hãy liên lạc lại cho Mỹ Hải để Mỹ Hải sẽ hỏi cháu xem là ở đâu nhá. Đấy, và bây giờ thì Minh Hải cũng vừa trao xong phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội cho gia đình em Lý ở đây. Có lẽ là bây giờ là Minh Hải cũng sẽ ra về. Và ngày mai là Minh Hải cũng sẽ tiếp tục vào trong gia đình ông Giản Chứ Trơ để dỡ nhà, để tiếp tục là xây nhà cho gia đình ông bà
phần quà của anh hai ở trong miền Nam đã gửi tiền đến cho Mỹ Hải để xây nhà cho gia đình nhà ông bà rằng chưa chơi nhá. Và bây giờ thì Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá.